Chào mừng tất cả các bác đã quay trở lại kênh Xe Đạp An Tâm. Và ngày hôm nay như thường lệ thì bên nhà em lại tiếp tục lên video để giới thiệu đến các bác những cái mẫu xe đạp thể thao. Và nội dung video của em ngày hôm nay thì sẽ giới thiệu cho các bác 3 mẫu xe đạp đua đang được các bác quan tâm nhiều nhất tại đại lý Xe Đạp An Tâm để các bác có thể là tham khảo nhé. Và 3 mẫu xe đạp đua này của em là với phân khúc giá trên 10 triệu đồng. Bác nào đang có nhu cầu mua xe ở trong phân khúc giá như vậy thì hãy ở lại xem hết video của em để có thể cập nhật được về chi tiết cấu hình cũng như là được báo giá luôn về các mẫu xe nhé. Và mẫu xe đầu tiên ngày hôm nay em giới thiệu đến cho các bác thì sẽ là một mẫu xe với thiết kế là full nhôm. Bản này đến từ thương hiệu Line này các bác, có tên đầy đủ là Line Padline. Một bản xe bên em mới cập nhật nhưng mà đang được các bác ủng hộ rất là nhiều với mức giá là 11 triệu đồng. Nhưng mà đã mang cấu hình cực kỳ cao rồi và trọng lượng xe đã rất là được đảm bảo rồi nhá. Dòng này có hai size 48 và 50 để cho các bác có thể lựa chọn và có tận 4 màu cơ, các bác có thể lựa chọn thoải mái. Màu em đang lên đây là màu xanh tím nhá. Ngoài ra thì có xanh da trời nhạt này, có đỏ và có trắng để các bác có thể lựa chọn. Thì bây giờ em sẽ đi vào giới thiệu chi tiết về cấu hình luôn nhé. Đầu tiên thì em cũng vừa giới thiệu là nó sẽ được thiết kế là full nhôm rồi ạ. Khung sườn và kiểu dáng của xe thì sẽ được thiết kế rất là khỏe khoắn này, cũng như là rất thể thao cho các bác rồi. Khung sườn nhôm, không có mối hàn luôn nha các bác, rất khỏe khoắn và rất là đẹp. Dây đã được đi âm sườn rồi, cực kỳ gọn gàng luôn đúng không ạ? Bô tăng và ghi đông cũng sẽ được làm bằng nhôm. Ghi đông được thiết kế theo dạng dẹt cho các bác, để các bác đi xe thì sẽ giảm lực cản của gió này, cũng như là nếu các bác đi chế độ nghỉ ngơi để tay lên phía bên trên ghi đông đây thì cũng sẽ rất là dễ chịu này, cũng như là rất là tiện lợi luôn ạ. Bộ đè lắc đè số của bản xe này sẽ được trang bị bao gồm hai lưỡi gà to bên ngoài, lưỡi gà nhỏ bên trong và tích hợp cùng phanh. Các bác có thể nhìn thấy em bóp là đã cảm nhận được độ nhẹ nhàng của phanh rồi đúng không ạ? Khi các bác di chuyển thì các bác có thể tăng tốc này, giảm tốc độ cũng như là xử lý tình huống rất là dễ dàng luôn. Dây da uốn sẵn cho các bác rồi. Dây da này thì rất là êm và cực kỳ bám tay cho các bác nhé. Trong những ngày thời tiết mà có nắng nóng này, các bác đi có đổ mồ hôi thì cũng sẽ không lo cái vấn đề bị trơn tay, thì sẽ thoải mái hơn này, cũng như là sẽ an toàn hơn trong quá trình di chuyển ạ. Phanh thì sẽ được trang bị là phanh bốc vành, một bản phanh đã rất là an toàn rồi và cực kỳ bền bỉ cho các bác luôn. Các bác đi trời mưa thì sẽ không lo cái vấn đề là bị kêu đâu nhá. Và cái phanh này thì các bác thay thế cũng rất là dễ thôi. Khi sử dụng về lâu về dài hư hao thì các bác chỉ việc thay hai cái má phanh ở hai bên đây bằng cách là sử dụng cái ốc lục lăng này xoáy ra và thay má phanh ở phía bên trong nhá. Thao tác rất là dễ dàng và nhanh thôi ạ. Bánh trước sau thì đều có trục tháo nhanh để các bác có thể là tự tháo lắp xe tại nhà này, hoặc là mang xe đi đâu đó thì tháo ra rất là gọn, đủ nhôm của Novatec nha các bác. Đúng, vỡ trước và sau thì đều là nhôm của Novatec đấy ạ. Vành nhôm hai lớp của hãng Line, chịu lực cực kỳ tốt luôn. Và lốp compact 700x25C. Với cái bản lốp của xe đạp đua này thì nó vẫn làm cái độ ma sát của bánh vẫn rất là cao, để khi các bác đi thì ôm cua nó sẽ rất là bám đường này, cũng như là lốp vẫn đảm bảo cái độ lướt cho các bác khi đi trên đường đấy ạ. Bộ chuyển động của cái con Line Padline này thì sẽ được trang bị cho các bác bao gồm là hai tầng đĩa ở phía đằng trước và 9 đít thả phía đằng sau. Những chi tiết về xích líp của con này thì nó đã là cao cấp rồi, thế nên là nó sẽ rất là sắc nét và cực kỳ sáng luôn ạ. Bi bạc đạn này, trục rỗng, bộ đùi đĩa nhôm chính hãng của hãng Line luôn cho các bác. Bộ chuyển động bao gồm tay đề lắc, tay đề số này, bộ chuyển đĩa và chuyển líp sẽ đến từ nhà Shimano Sora R3000 nha các bác. Làm bộ chuyển động đã rất là cao cấp và cực kỳ ổn định rồi. Và ngoài ra bản xe đạp đua này còn được trang bị thêm cho các bác là một bộ đùm nổ nữa, thế nên là khi các bác đi thì nó sẽ rất là kêu, rất là thích luôn nhá. Độ trướng của xe cực kỳ cao luôn các bác ơi. Các bác có thể là đang có nhu cầu mua xe trong phân khúc giá từ 11 triệu trở lên thì các bác có thể là tham khảo qua con Line Padline nhé. Cực kỳ đẹp luôn đúng không ạ? Cốt yên của Line Padline thì nó sẽ là cốt yên dạng dẹt và cũng sẽ được làm bằng nhôm cao cấp luôn ạ. Tăng giảm chiều cao của yên thì các bác sẽ sử dụng ốc lục lăng ở phía phần cọc yên đây nhé. Và đã có thêm một miếng cao su mềm bọc cọc yên, nhìn rất là thẩm mỹ và rất là đẹp luôn rồi. Có sẵn bê đan và yên cũng được bọc mút da cực kỳ mềm luôn rồi ạ. Bản xe này hiện tại bên em đang đưa tới các bác giá niêm yết từ công ty, đó là 11 triệu đồng, miễn phí giao hàng tận nhà 63 tỉnh thành cả nước. Và em cũng sẽ tặng kèm thêm phụ kiện cho các bác, bao gồm gọng bình bình nước này, đèn tích hợp còi, đèn hậu, một bộ lục lăng không thể thiếu nữa để các bác có thể tự tháo lắp xe và bảo dưỡng xe tại nhà. Và bản này thì từ nhà máy sản xuất là chưa có chân chống đâu ạ, thế nên là khi các bác mua thì bên nhà em sẽ tặng kèm cho các bác là một chân chống bắt càng, hoặc là các bác có thể là lựa chọn là giá để xe nhé, để khi các bác di chuyển thì có thể là dựng xe một cách rất là dễ dàng hơn. Bây giờ thì em sẽ qua mẫu xe tiếp theo ạ. Mẫu xe tiếp theo em lên cho các bác thì cũng sẽ là một bản xe đạp đua. Bản xe đạp đua này thì có rất là nhiều bác hỏi và cực kỳ các bác cực kỳ quan tâm đến bản xe này luôn. Dòng này cũng sẽ có hai size 46 và 48 để cho các bác có thể lựa chọn đấy ạ. Thế nên là các bác có thể lựa chọn màu này, cũng như là lựa chọn size số phù hợp với chiều cao cũng như là sở thích của mình nhé.
Bản này có tên là Twitter R5RS24. Một bản xe rất là mới và đã được Xe Đạp An Tâm cập nhật đầy đủ rồi. Có hai size 46 và 48 nhá. Size số của con này thì sẽ được in ở trên phần cọc đứng của yên như thế này. Thì các bác có thể lựa chọn size số phù hợp với chiều cao của mình để có thể là khi đạp xe thì đạt được hiệu quả nó cao này, cũng như là nó sẽ không gây ảnh hưởng gì đến sức khỏe như là bị đau lưng hoặc là bị mỏi gối nhá. Bản này sẽ được trang bị bao gồm khung sườn này, fuộc đằng trước, bô tăng ghi đông và cọc yên thì sẽ được làm bằng carbon fiber, một chất liệu đã rất là đẳng cấp rồi, nhẹ này, bền và chịu lực cực kỳ tốt cho các bác luôn. Bô tăng và ghi đông thì được thiết kế theo dạng liền như thế này cho các bác, thế nên là nhìn rất là khỏe xe này và cực kỳ đẹp luôn, ghi đông cá mập luôn nhá. Ghi đông đã được uốn sẵn một lớp dây uốn rồi, cực kỳ mềm và bám tay luôn ạ. Tay để lắc, tay để số, sử dụng tích hợp 3 trong 1, lên số, xuống số và tích hợp cùng phanh. Đấy, các bác thấy khi đi trên đường thì xử lý tình huống cũng như là sang số rất là nhẹ nhàng, phanh cũng rất là nhẹ luôn đây ạ. Phanh thì sẽ được trang bị một bản phanh rất là cao cấp, đó là phanh đĩa củ dầu. Phanh đĩa củ dầu nha các bác. Vành nhôm 4 xăng chính hãng của Rizopec cho các bác. Và lốp của con này sử dụng lốp Innova Pro mang thông số là 700x25C. Bản lốp này các bác đi sẽ rất là lướt khi đi trên đường đấy ạ. Đùm trước và sau thì đều là đùm nhôm chính hãng của Rizopec luôn. Bộ chuyển động thì sẽ là hai đĩa phía trước và 11 tầng lít thả phía đằng sau này. Bi bạc đạn, trục rỗng, bộ đùi đĩa nhôm của Prowheel cho các bác. Lại mang đi. 12. 12. À, ừ nhỉ. Lại đi. Để bộ chuyển động thì sẽ được trang bị bao gồm là hai tầng đĩa phía đằng trước và 12 tầng lít thả phía đằng sau. Khác với con RS22 thì con này RS24 thì nó có nghĩa là nó có 24 tốc độ đấy các bác. Thế nên là nó sẽ có 12 tầng lít phía đằng sau nhá. Bi bạc đạn này, trục rỗng, bộ đùi đĩa nhôm của Prowheel cho các bác. Bộ chuyển động bao gồm tay để lắc, tay để số này, bộ chuyển đĩa, chuyển lít đến từ nhà Rizopec nhá. Có rất là nhiều bác hỏi em bảo rằng là sao cái con RS22 với RS24 em thấy cấu hình như nhau mà sao lại có giá thành chênh nhau như vậy, thì em cũng xin giải thích với các bác trên video này luôn. Đó chính là đầu tiên thì nó sẽ con RS22 thì nó sẽ có 11 tầng lít thả phía đằng sau này. Còn con RS24 thì nó sẽ có 12 nha các bác, 12 tầng lít thả. Và cái khác biệt thứ hai nữa đó chính là bộ gạt đĩa nhá. Bộ gạt đĩa của con RS22 thì nó sẽ là của Microchip, còn của con RS24 là nó của Rizopec nha các bác, nó đã cao cấp hơn rất là nhiều rồi. Đó là hai điểm khác biệt nhau cơ bản nhất giữa hai mẫu xe. Phần cọc yên của con RS24 này thì nó cũng sử dụng là ốc lục lăng ở phần cọc yên như thế này để các bác có thể điều chỉnh độ cao thấp của yên này. Đấy, có bọc cọc yên rất là thẩm mỹ cho các bác, có sẵn bê đan bằng nhôm đúc đây rồi ạ. Đấy, rất là chắc chắn và rất là đẹp đây rồi. Yên thì được bọc mút da rất là mềm, chính hãng của Rizopec luôn, có khe thoáng khí cho các bác luôn nhá. Bản xe này thì hiện tại là chưa có chân trống đâu, thế nên là khi các bác mua xe thì bên nhà em sẽ tặng kèm cho các bác theo những phụ kiện như là gọng bình bình nước này, đèn chiếu sáng này, đèn hậu này, một bộ lục lăng để các bác tháo lắp xe và tặng kèm theo cho các bác là một giá để xe nhé. Hiện tại em đang có hai size 46 và 48, em đang sẵn tại kho có hai màu, đó là màu ghi đen như các bác đang nhìn thấy trên video đây và màu trắng đỏ nữa. Bác nào cần được tư vấn kỹ càng về size số cũng như là xem màu sắc cụ thể của bản Twitter R5RS24 này thì nhớ alo trực tiếp em nhé, hoặc là kết nối Zalo, số em để phần bên dưới tiêu đề của video đấy ạ. Bên nhà em sẽ hỗ trợ tư vấn cho các bác kỹ càng về mẫu xe luôn. Và giá em đang đưa tới cho các bác giá là 15.500.000 đồng, miễn phí giao hàng tận nhà, tặng kèm những phụ kiện em vừa mới nêu trên cho các bác luôn nhé. Bác nào có nhu cầu thì nhớ alo trực tiếp em. Bây giờ thì em sẽ qua mẫu xe tiếp theo, đó là mẫu một bản xe đạp đua đến từ thương hiệu Sava nha các bác ơi. Có rất là nhiều các bác hỏi em rằng là sao giữa bản Twitter và bản Sava X905 thì nên lựa chọn bản nào, thì ngày hôm nay thì em sẽ giải đáp thắc mắc của các bác luôn nhé. Thứ nhất là về giá thành là nó đã nói lên được về cái sự xịn sò cũng như là chất lượng của hai bản xe rồi. Thì Twitter có giá thành rẻ hơn, thế nên là bộ chuyển động cũng như là về chất liệu tạo nên xe thì nó sẽ không đẳng cấp được bằng Sava X9 phiên bản 05 này đâu. Thế nên là bác nào đang có sự cân nhắc giữa hai bản xe thì các bác có thể qua video của em thì có thể là có cái câu trả lời cho mình luôn nhé. Sava X9 phiên bản 05 thì sẽ được thiết kế khung sườn này, fuộc đằng trước và cọc yên thì sẽ được làm bằng carbon Torete 800, một chất liệu đã rất là đẳng cấp rồi, sử dụng trong ngành hàng không luôn nha các bác. Thế nên là đã nói lên sự đẳng cấp của một con xe rồi đúng không ạ? Thứ nhất là nó sẽ nhẹ nhàng hơn này, độ bền nó sẽ cao hơn và độ đẹp của xe thì nó sẽ được đảm bảo hơn rất là nhiều. Bản Sava X9 phiên bản 05 này được sơn cho các bác là một lớp sơn rất là cao cấp, thì các bác nhìn vào rất là bóng nhoáng này và màu sơn của xe sẽ rất là bền và cực kỳ đẹp luôn. Bô tăng và ghi đông được thiết kế theo dạng liền và được làm bằng nhôm cao cấp nha các bác, ghi đông cá mập này, cực kỳ đẹp và thể thao luôn. Tay để lắc, tay để số, sử dụng hai lưỡi gà to lên líp này, lưỡi gà nhỏ xuống líp, tích hợp cùng phanh luôn. Đây là một cái bộ đè lắc sử dụng gọi là dễ nhất trong tất cả các bộ đè lắc luôn các bác. Đấy,
Các bác thao tác rất là dễ dàng luôn. Ghi đông đã độ uốn sẵn một lớp dây uốn cho các bác rồi nhá. Dây của bản này sẽ được đi âm sườn và âm trong tay lái toàn bộ luôn. Thế nên là các bác nhìn sẽ rất là gọn gàng. Phía bên dưới ghi đông đây thì đã có ốc chờ để các bác có thể là bắt tay nghỉ này, cũng như là những phụ kiện khác như là đèn này hay là đồng hồ. Đấy, các bác có thể có ốc sẵn ở đây để bắt rồi nhá. Phanh thì sẽ được trang bị bản phanh đĩa củ dầu, rất là cao cấp rồi và sử dụng cực kỳ nhẹ nhàng luôn nha các bác ơi. Đấy, các bác thấy nhẹ không ạ? Độ ăn của phanh này sẽ rất là cao nhá. Đấy, được không ạ? Vành thì sẽ sử dụng vành nhôm 3 xăng chính hãng đến từ nhà Sava cho các bác luôn. Và sử dụng một bản lốp rất là lý tưởng, đó là lốp Continental Ultra Sport 700x25C. Đùm trước và sau thì đều là đùm nhôm của Shimano nha các bác ơi. Đấy, cực kỳ xịn sò luôn đúng không ạ? Chuyển ở phía đằng sau thì em sẽ giới thiệu về bộ chuyển động nhá. Bộ chuyển động của bản này thì nó sẽ cao cấp hơn. Nó sẽ sử dụng bao gồm là 2 tầng đĩa phía trước và 10 tầng líp thả phía đằng sau. Bi bạc đạn này, trục rỗng, bộ đùi đĩa nhôm của PRWheel cho các bác luôn. Và được trang bị bộ chuyển động bao gồm tay đề lắc, tay đề số này, bộ chuyển đĩa, chuyển líp đến từ nhà Shimano Tiagra 4007. Làm bộ chuyển động đã rất là cao cấp rồi. Và đặc biệt, một cái đặc điểm nữa, nó vượt trội hơn hẳn so với các bản xe với phân khúc giá chưa đến 20 triệu, đó là Savage 9 phiên bản 05 trang bị thêm chứng chỉ UCI cho các bác, dán ở trên phần cọc đứng của xe này, cũng như là ở phần phuộc đằng trước của xe nhé. Các bác có thể qua video của em để có thể là xem kỹ càng nhất về các chi tiết của bản Savage 9 phiên bản 05 này. Đó là một cái chi tiết nổi bật và vượt trội hơn hẳn tất cả các bản xe khác. Và bản này thì hiện tại bên nhà em đang có 2 size, đó là size 44 và size 47 để cho các bác có thể lựa chọn. Và có đủ cả 4 màu luôn, đó là màu bạc titan này, đen, đỏ và tram leon như các bác đang nhìn thấy ở trên video đây. Và ốc yên thì nó sẽ sử dụng ốc ở bên dưới khung lên nha các bác. Yên xe được bằng mút rất là mềm và có ô thoáng khí cho các bác luôn. Và như vừa rồi thì em cũng đã giới thiệu rất là chi tiết về mẫu Savage 9 phiên bản 05 rồi. Thì các bác đã có câu trả lời cho giữa hai bản xe rồi đúng không ạ? Savage 9 là vượt trội hơn hẳn luôn. Và em đang đưa tới các bác giá niêm yết từ công ty, đó là 18.900.000 đồng, miễn phí giao hàng tận nhà 63 tỉnh thành cả nước và tặng kèm phụ kiện xe đầy đủ cho các bác luôn, đúng không ạ? Và có một cái đặc điểm nữa vừa nãy em quên chưa giới thiệu ở bản Twitter kia, đó chính là bản Twitter này thì có được trang bị đùm nổ nha các bác. Em quay thử luôn nhá. Bản Twitter R5RS24 này thì có được trang bị đùm nổ này. Bản Twitter R5RS24 thì có được trang bị đùm nổ nhá. Nếu mà bác nào mà yêu thích cái bản xe đạp đua có trang bị đùm nổ thì các bác có thể lựa chọn Twitter này. Còn cái bản Savage 9 phiên bản 05 này thì đùm của nó thì sẽ được trang bị một bộ đùm nổ tương đối nha các bác ơi. Trang bị cho các bác một bộ đùm nổ tương đối, đùm của Shimano nha các bác. Đấy, thì qua video của em các bác đã có câu trả lời cho hai bản xe rồi đúng không ạ? Và vừa xong thì em cũng đã giới thiệu rất là chi tiết về ba mẫu xe đạp đua cũng như là báo giá luôn về ba mẫu xe rồi. Bác nào đang trên video của em đây mà có nhu cầu về một trong ba mẫu xe ngày hôm nay em giới thiệu thì có thể là alo trực tiếp em hoặc là kết nối Zalo để bên nhà em có thể là hỗ trợ tư vấn cho các bác kỹ càng về các mẫu xe luôn. Bác nào đã xem đến đoạn cuối của video như thế này rồi thì các bác chắc chắn là đã rất là yêu quý em và yêu quý kênh rồi đúng không ạ? Các bác nhớ cho em xin một lượt like, một lượt nếu bác nào chưa đăng ký kênh thì nhớ cho em xin một lượt đăng ký kênh này. Ấn vào chiếc chuông ở phía bên dưới để có thể nhận được những thông báo mới nhất về video của bên nhà em đăng tải nhá. Hẹn gặp lại các bác trong video lần sau ạ.